Xin chào anh chị và các bạn. Theo anh chị và các bạn thì sau mỗi chu kỳ 10 năm thì bất động sản của chúng ta sẽ tăng lên mấy lần, hay còn gọi là x mấy lần? Bởi vì là ngày hôm nay là gần đến cuối năm, những ngày cuối năm của năm 2023 rồi và chuẩn bị bước sang năm 2024, và cái chu kỳ tới thì mình đánh giá sẽ là từ năm 2024 cho tới năm 2034. Bởi vì năm 2024 là cái năm mà luật đất đai sẽ được ban hành, có thể là giữa năm và có thể là cuối năm. Và đứng trước cái chu kỳ mới như vậy thì chúng ta cùng xem nhận định xem là chu kỳ mới, những cái tài sản, những cái việc đầu tư của chúng ta nó sẽ nhân được lực mấy lần. Từ đó chúng ta có cái phương án làm sao mà đầu tư và chốt lời cho nó hợp lý trong chu kỳ tới, đúng không ạ? Và chúng ta cũng nhìn lại cái review lại cái chu kỳ trước 2014 cho tới 2024, chu kỳ trước đã trải qua rồi, và đó là những cái bài học mà chúng ta cần phải review lại để chúng ta rút kinh nghiệm cho cái chu kỳ này. Bởi vì cái may mắn của mình ấy là cái chu kỳ trước mình cũng bắt đầu mua những bất động sản đầu tiên vào năm 2015, cũng như là gọi là bắt đầu của một chu kỳ mới rồi quý anh chị đó, và mình cũng có những cái mà kinh nghiệm nhất định đó để chia sẻ với quý anh chị. Và chắc chắn là những anh chị mà xem video này, anh chị cũng đã trải qua, thậm chí là trải qua còn chu kỳ trước của chu kỳ trước nữa, đó nghĩa là 20 năm đó, nên các anh chị sẽ nhiều kinh nghiệm hơn. Thì mong anh chị rằng trong cái video này quý anh chị cũng chia sẻ comment trên đó để mọi người cùng nhau học hỏi, để rút kinh nghiệm trong cái chu kỳ tới, đúng không ạ? Và cái video ngày hôm nay này thì cũng là tại sao mình lại lấy ra một cái ý tưởng này, bởi vì rằng là cách đây khoảng vài hôm thì có một anh khách hàng, anh cũng xem cái video, xem những kênh YouTube của mình tại Nhân Trạch đó, và anh cũng đang định hướng là về Nhân Trạch Long Thành để đầu tư trong chu kỳ mới đó, và anh chia sẻ một câu chuyện của chính bản thân mình, và mình thấy cũng khá là hay và mình làm video này. Bởi vì là anh kêu là anh là một nhà đầu tư dài hạn, luôn luôn là khi anh mua bất động sản ấy, luôn luôn đầu tư từ 5 năm cho tới 10 năm, đa số là 10 năm này. Nhưng mà anh nói một cái điều rằng là không hiểu tại sao mà tháng ơi anh không hợp với cả bất động sản thì phải. Anh xin phép để chia sẻ câu chuyện của anh ở đây nhé. Ví dụ nếu anh có xem video này đó, anh không hợp với bất động sản, cái số anh không hợp với bất động sản hay sao đó, đó này, khi anh mua mà đầu tư 5 năm tới 10 năm thì đánh nhẽ những bất động sản đó nó phải ở chu kỳ trước thì nó phải, thằng nghĩ là nó phải x5 lần, x10 lần, x5, x6, x7, x10 lần, nhưng mà bất động sản anh mua thì nó lại không được như mong muốn, tỷ lệ lợi nhuận rất là thấp và cũng có vẻ như cũng khá là thất vọng đó. Thì mình mới khuyên anh là có thể là mình phải xem lại, bởi vì có thể thay đổi cái thói quen đầu tư. Trước giờ mình thống kê lại xem trước giờ mình đầu tư như thế nào, cái thói quen đó nó như thế nào. Nếu mà nó chung nhau như vậy thì bây giờ từ ra chu kỳ tới này này, mình sẽ thay đổi cái thói quen đầu tư đó. Và mình cũng đã hẹn anh xuống cà phê để cùng là vừa là trao đổi về thị trường bất động sản Long Thành Nhân Trạch, và vừa cũng là anh em trao đổi với nhau về kinh nghiệm đó. Và đứng trước cái chu kỳ này thì theo anh chị nha, ví dụ 2024 đi cho tới 2024, theo anh chị có thể comment trên đây trực tiếp lên đây là chu kỳ tới anh chị em chúng ta sẽ nhân tài sản lên bao nhiêu lần, có nghĩa là đầu tư sẽ x lên mấy lần đó, 10 lần hay là 20 lần hay là 30 lần với anh chị đó. Đối với bản thân mình nhé, câu trả lời của mình ấy, thì đối với giai đoạn tới ấy, thì mình sẽ là cá nhân mình nha, đây là cá nhân, quan điểm cá nhân, mình sẽ đặt mục tiêu là x3 nhân 3 tài sản trong chu kỳ 10 năm tới. Đó, có thể theo cái quan điểm của bạn thì bạn cần x2, có thể theo quan điểm của người khác sẽ là x5, nhưng đối với bản thân mình chu kỳ tới 10 năm tới thì mình nhận định đó là x3 tài sản. X3 tài sản mình thấy là một cái con số nó khá là ổn, hợp lý và an toàn cho chúng ta. Bởi vì rằng là nếu mà trong cái chu kỳ trước từ 2014 ấy, cho tới thời điểm hiện tại này, thì lúc đó chúng ta cùng review, chúng ta cùng nhìn lại quá khứ đi đó, để anh chị có thể một cái nhìn rõ hơn là chúng ta cái việc x5 tài sản đó là điều bình thường, đúng không anh chị? Đó, x5 tài sản, thậm chí có người x8, có người x10 tài sản từ năm 2014 cho tới thời điểm hiện tại. Bản thân mình mua bất động sản sở hữu ngay cái vị trí mình đang ngồi, vị trí làm cái video này anh chị này, lúc đó là không có tiền, tiền toàn bộ là của bố mẹ hết, mình chỉ có hai vợ chồng chỉ có lúc ấy một ít tiền thôi, và bán hết vàng thì chỉ là giữ lại đúng hai nhẫn cưới thôi, vì lúc đó mục tiêu là phải ra mặt tiền đấy, để sau này mà buôn bán kinh doanh hoặc là cho thuê
Đó, nên là khi mà mua vào đúng cái thời điểm mà bắt đầu cái một cái chu kỳ mới vào năm 2015 á, thì bất động sản bây giờ nó đang lên nhân x5 lần, nên là x5 lần rất là bình thường nha. Và nhìn lại tổng quan ở nhân trạch cái thời điểm chu kỳ vừa rồi ấy, thì hầu như nó thấy rằng là từ 2015, 14 15 trở cho tới bây giờ thì nó thấy rằng tất cả hầu như phải x5 trở lên. Hầu như là vậy nha. Và không hiểu cái câu chuyện của anh khách hàng kia như thế nào. Anh cũng mua đất ở Nhân Trạch, cũng mua từ 10 năm trước nhưng mà nó lại không được như mong muốn, bởi so sánh về cái tỷ lệ lợi nhuận thì rất là thua thiệt với những người khác. Đó, đó. Đó là câu chuyện của 10 năm trước đó. Đó, và mình cũng đã từng, và ngoài cái năm 2010 15 mình mua xong, bắt đầu tới 2017 ấy, bắt đầu mình mua này, khi mà tuyến đường 39 bắt đầu giải tỏa, mình mua từ lúa non những ngày giải phóng mặt bằng ấy, mua một của những lô tái định cư đó. Rồi 2018 mình mua này, rồi 2018 cũng lên quận 9 với Vinhome Grand Park, ngày trước gọi là VinCity, khi mà những cái xe cuốc đầu tiên nó bổ xuống. Đó. Thì đối với tài sản đó thì mình nghĩ là chu kỳ trước này nhân 5 tài sản, x5 tài sản rất là bình thường và rất là dễ nha. Còn còn chu kỳ này thì mình đánh giá là nó sẽ không ngon, chắc chắn là sẽ là không ngon bằng chu kỳ trước rồi. Bởi vì chu kỳ trước cái giá bất động sản lúc đó nó khá là thấp, còn so với chu kỳ này thì mọi thứ nó đang khác rất là nhiều. Cái gì nó còn rẻ ấy, thì nó x tài sản lên khá là tốt và khá là nhanh. Đó. Thời điểm hiện tại thì thắng nghĩ rằng nó sẽ là khó khăn hơn, nhưng mà cơ hội vẫn còn rất là nhiều nha, cơ hội vẫn còn rất là nhiều. Bởi vì rằng là đối với thị trường bất động sản Việt Nam chúng ta, nền kinh tế của chúng ta vẫn còn phụ thuộc vào bất động sản, chắc chắn là điều như vậy rồi. Nó không khác hoàn toàn so với Trung Quốc. Trung Quốc đã tự chủ về công nghệ cao và tự chủ về mọi thứ, nền kinh tế không còn phụ thuộc vào bất động sản nữa, nên bất động sản ở Trung Quốc bây giờ sẽ không còn ngon như giai đoạn trước. Còn Việt Nam mình đang trong giai đoạn phát triển, vẫn còn là cái, thậm chí thời điểm này này thắng nghĩ đánh giá vẫn là thời điểm vàng để chúng ta sở hữu tài sản, chuyển đổi tài sản và mua tài sản tích trữ cho con cháu đó. Mặc dù là nó không còn như ngày xưa đó, mình cũng khẳng định là nó không còn như ra chu kỳ trước, nhưng mà cơ hội vẫn còn rất là nhiều đó. Mà để chọn được những cái vị trí mà bất động sản ấy mà chúng ta có thể là x3 trở lên, thắng nghĩ là x3 nha, x3 trở lên trong vòng 10 năm tới, từ 2024 cho tới 2034 ấy, thì để chọn được cái vị trí thì tất nhiên nó sẽ, chúng ta sẽ có ít nhất là cái tầm nhìn phải 5 năm 10 năm, tầm nhìn chắc là phải 5 năm 10 năm. Bởi vì là tầm nhìn dài hạn thì mình nghĩ bao giờ nó cũng tốt, khi mình nhìn được giống như bây giờ này, anh che cái mắt lại, nếu mà mình nhìn trước cái mắt này thôi thì cái tầm nhìn chúng ta rất là hạn chế, nhưng mà khi bỏ cái tay ra thì chúng nhìn cái tầm nhìn của chúng ta rất là rộng, và khi mà nhìn rộng như vậy thì chúng ta rõ ràng chúng ta sẽ cảm thấy là an toàn, và cái chiến lược đầu tư của chúng ta nó sẽ là có một cái đường đi nó dài hơi hơn, và nó ăn trọn được con sóng nó nhiều hơn. Chỉ sợ là mọi người mấy cả 50%, 70% hay là chỉ x2 ấy, mọi người là đã bán hết rồi đó, sợ mọi người đã bán hết rồi. Nhưng mà chúng ta hãy đi hết cuối con đường của cái chu kỳ này đi. Và đối với chu kỳ mới này thì mình đánh giá thì nó sẽ là cái đỉnh sóng của nó sẽ là từ năm 2026, 27 và 2028, có thể là đầu năm 2029. Đó, thì là thắng nghĩ cái đỉnh sóng sẽ nằm ở những cái năm đó, đặc biệt là năm 2018, 2029. Bởi vì sau cái 2018, 2029 ấy thì nó sẽ đến một cái giai đoạn sẽ là phải là chuẩn bị giai đoạn mà thay đổi về quy hoạch nha quý chị nha. Nó sẽ đến cái giai đoạn mà thay đổi về quy hoạch, và sau đó sẽ là thay đổi về luật đất đai. Thì hai rồi là đó, thì là hai cái giai đoạn đó nha. Quý chị nhớ cái thời điểm 2020 không? Đó, 2020, 2021 đó, giai đoạn mà bắt đầu chuẩn bị thay đổi quy hoạch, cứ 5 năm một lần mà thay đổi quy hoạch, và xong sau đó luật đất đai. Thì khi mà thay đổi như vậy thì tâm lý của nhà đầu tư mọi người ấy sẽ cảm thấy không an toàn nữa, cảm thấy nó rủi ro, nên mọi người sẽ là từ 20 tập trung vào từ 2026 tới năm 2028 và nửa nửa đầu năm 2029. Thắng nghĩ đó là điều tuyệt vời nhất trong chu kỳ tới, khả năng sẽ x3 tài sản. Và cái tầm nhìn thì đối với chu kỳ này, Việt Nam chúng ta như Thắng đã chia sẻ là nước được chọn rồi, là cái giai đoạn mà Việt Nam sẽ đầu tư hạ tầng tốt nhất, đỉnh nhất để đón những cái dòng tiền từ nước ngoài về, đón những đại bàng về với Việt Nam chúng ta. Đó, quý vị chị thấy không? Việt Nam chúng ta đang thu hút vốn FDI rất là tốt, thu hút những những ông lớn công nghệ lớn từ thế giới về. Có nghĩa là giai đoạn này là chúng ta sẽ đầu tư thu hút về những công nghệ cao. Giai đoạn trước, chu kỳ trước 10 năm, 20 năm trước là năm mà chúng ta bắt đầu công nghiệp hóa, chúng ta chấp nhận những cái ngành có thể nó độc hại, đúng không ạ? Tại vì trong giai đoạn đầu tư mà, giai đoạn đầu tư phải chấp nhận như vậy đó.
thì lúc đó phải chấp nhận hy sinh về môi trường chẳng hạn, ví dụ về môi trường đi đó, những ngành độc hại có thể về và sẽ cởi mở hơn đó. Nhưng mà nhờ vậy thì bắt đầu mới có nền tảng để phát triển lên được, phát triển các khu công nghiệp lên được. Nhưng mà tới thời điểm hiện tại quý chị thấy không, một số những ngành nghề nha, đặc biệt Thắng đang ở cái lõi khu nghiệp Nhân Trạch mà, một số những ngành nghề bây giờ đang bị hạn chế lại nha, đặc biệt là những ngành nghề mà nó liên quan tới môi trường bị hạn chế lại và thậm chí là không cho phép đầu tư vào khu công nghiệp luôn đó. Và những cái nơi mới ở những tỉnh khác giống như miền Tây chẳng hạn đó, thì họ lại đưa những doanh nghiệp đó về những nơi khác xa hơn đó, đang thu hút vốn đầu tư, đang thu hút người, thì những nơi đó cũng phải chấp nhận thời gian đầu sẽ phải hy sinh đó, chấp nhận nó phải có ngành độc hại, chấp nhận phải hy sinh thời gian đầu để bắt đầu từ những doanh nghiệp đó sẽ đặt nền móng thêm những doanh nghiệp khác họ về. Và đối với chu kỳ này thì sẽ là thu hút công nghệ cao, những doanh nghiệp FDI liên quan tới công nghệ cao để phát triển hơn, khác với cả giai đoạn trước rất là nhiều. Chính vì vậy cái hạ tầng ấy, giai đoạn này Việt Nam chúng ta đầu tư rất là nhiều, anh chị thấy không, khắp vùng đất nước nó khởi công các tuyến đường vành đai 3, vành đai 4, rồi các cái tuyến đường ở những nơi mà nó đang phát triển. Và hầu như bây giờ khu nghiệp của chúng ta là phủ hết từ Bắc chí Nam rồi. Thời điểm trước khi bố mẹ mình vào miền Nam là lúc miền Nam là toàn khu nghiệp, lúc miền Bắc chưa phát triển đâu, nhưng bây giờ miền Bắc những khu nghiệp đang phát triển. Và thậm chí bây giờ nhá, ở miền Bắc đang thấy rằng ấy, không nhận những doanh nghiệp của Trung Quốc, quý chị tin không, không nhận những doanh nghiệp của Trung Quốc đó. Nên là giai đoạn này là giai đoạn mà sẽ đầu tư hạ tầng đồng bộ để phát triển. Mà khi mà đầu tư hạ tầng như vậy thì khi mà chúng ta đầu tư ấy, bất động sản ấy, chúng ta phải nhìn vào những cái yếu tố đó, về những cái khu nghiệp đó, rồi là nó có kéo người được không, những doanh nghiệp đó về là những doanh nghiệp như thế nào, tầm cỡ làm sao. Ví dụ một ông Google, một ông về chip bán dẫn, hay là một ông về Samsung chẳng hạn đấy, khi những doanh nghiệp đó về là nó phát triển nguyên một vùng lên, bởi vì cái lương và cái chế độ họ 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 chi trả rất là cao cho đời sống của công nhân viên. Và khi đời sống công nhân viên mà trở nên cao như vậy thì cái bất động sản ở khu vực đó nó sẽ tăng giá trị, bởi vì nhu cầu thực mà họ sẵn sàng bỏ tiền họ mua, thì nó sẽ mang lại cái lợi nhuận cho chúng ta đầu tư rất là tốt đó. Và cái việc mà khi mà chúng ta có nhìn tổng thể ấy, tất cả những cái bất động sản mà chúng ta đang đầu tư quanh đó ấy, nó ngoài cái khu nghiệp nó kéo được người, tại khu nghiệp kéo được người về hay không ấy, thì lúc cái dự án những bất động sản đó hay là thì nó mới có thể là kéo được lượng dân cư về. Đấy, liên quan đến tầm nhìn mà chúng ta, khi mà chúng ta thấy rằng là đầu tư bất động sản mà nó không thể kéo được lượng dân cư về thì có nghĩa cái giá trị đầu tư nó sẽ không là thật nữa. Nhưng mà có thể giai đoạn trước nó không kéo được nha, nhưng mà quý chị để ý cái này này, có những dự án đặc biệt là có những quý chị nhìn nhìn ở những thị trường mà anh chị, ví dụ Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh hay là Đà Nẵng chẳng hạn ha, có những cái dự án ấy thời điểm đầu ấy, thậm chí là dự án nó vắng đến 10 năm, 15 năm không kéo được người, không có người về ở luôn đấy. Nhưng mà tới năm thứ 16, 17 trở đi ấy, tự nhiên lượng người đổ về rất là nhiều. Đó, bởi vì biết đâu lúc đó nó đã có kết nối hạ tầng. Đó, hạ tầng nó đang làm. Đó, nên là chúng ta phải xét về yếu tố hạ tầng. Đó, những cái vị trí chúng ta chuẩn bị đầu tư bất động sản đó, cái kết nối của nó đang như thế nào? Giai đoạn trước kết nối ra là làm sao? Và giai đoạn này nó đang có thêm những cái gì? Nó kết nối vào những khu vực đó, về khu vực đó liệu họ có đổ về đây hay không đó, và xung quanh nó kết nối ra những vị trí nào nữa, và những tiện ích nào trong giai đoạn này sẽ về đây đó. Thì đó là những cái dấu ấn mà nó sẽ cuốn hút được lượng người về và giúp cho cái bất động sản của chúng ta sẽ tăng trưởng, và nó sẽ tăng trưởng bền vững hơn đó. Rẻ ấy, nhưng mà phải có tiềm năng nha, có tiềm năng để nó kết nối và thu hút nha, lượng người về nha. Còn còn một cái nữa đó là có thể chúng ta lại tìm tới những nơi mà nó đã phát triển rồi thì cũng không thể nào mà giúp chúng ta x3, x4 tài sản lên được, sẽ khó. Bởi vì là chúng ta bảo chúng ta có đã thấy rồi, những cái nơi phát triển rồi ấy, thì nó sẽ phù hợp với nhu cầu thật, phù hợp với cái việc mà khai thác dòng tiền nhiều hơn. Và ngay cái tâm lý người đầu tư của chúng ta cũng vậy, bản thân anh Thắng này, hay bản thân anh chị, hay bản thân rất nhiều nhà đầu tư khác đó, là mọi người cũng tìm về những thị trường mà nó có tiềm năng phát triển trong tương lai đó. Còn những cái nơi mà nó đã phát triển rồi ấy, thì chúng ta tìm những phân khúc mà giống như là họ ngộp, họ cần tiền gấp, họ bán giá rẻ, thì cái đó chúng ta vẫn có thể mua được đó. Nhưng mà để mà đột phá một đợt thời gian dài thì nó sẽ không có, sẽ ít hơn đó. Thực tế những nơi phát triển rồi ấy, thì cái hoạt động mà mua bán nó vẫn diễn ra thường xuyên. Những nơi phát triển rồi ấy, hoạt động mua bán nó vẫn diễn ra thường xuyên, bởi vì cái nhu cầu thật mà, người bán người mua nó vẫn luôn diễn ra.
Đó, nhưng mà nhà đầu tư chúng ta thì tối ưu nhất để mà ích tài sản lên ấy, thì phải tìm về những nơi nó đang tiềm năng, quy hoạch tốt, và đặc biệt nữa nếu mà nó đang sở hữu những việc mà hạ tầng đang được triển khai đồng loạt thì đó là một cái điều mà nó đang cực kỳ là tuyệt vời. Đó, những kết nối về đông dài cũng có những câu là nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ, mà nó đang kết nối tứ lung tung như vậy thì đó là một cái lợi thế giúp bất động sản của chúng ta tăng giá rất là nhiều. Thằng ví dụ nhá, tại vì tháng đang ở Nhân Trạch, thằng đấy ví dụ Nhân Trạch luôn, mà mình nói thẳng là mình cũng đang khen Nhân Trạch đấy, nhưng mà nó có yếu tố để mình khen, quý vị thấy không, nó có yếu tố để mình khen, còn nó không có gì sao mà khen được. Đó, mang tiếng thì Nhân Trạch trước đây cũng đã mang tiếng rồi, nhưng mà bối cảnh hiện tại nó đang khác này. Nhất cận thị là sao anh chị, là Nhân Trạch kế ngay ông thành phố Hồ Chí Minh rồi, cái nền kinh tế phát triển nhất cả nước, cái nơi mà có nguồn chất xám tốt nhất cả nước hiện tại, đúng không các chị, quý vị đồng ý thắng điều đó không? Đó, và khi mà đang đang làm cầu kết nối, và khi mà cầu kết nối thì mọi người chắc chắn sẽ đổ về, kiểu gì cũng phải đổ về đây chia sẻ bớt cái lượng chất xám qua bên đây, bởi vì là từ Nhân Trạch mà khi kết nối cầu xong đi về trung tâm thành phố có 15 20 phút, chưa tới 30 phút nữa, nó nhiều khi nó còn nhanh hơn những cái quận nội thành khác đi về trung tâm thành phố nha. Đó, và bây giờ nhìn kế hoạch quy hoạch tổng thể ấy, là quy hoạch tổng thể bây giờ để phát triển khu đông rất là mạnh, khu đông thành phố Hồ Chí Minh ấy. Đó, rồi nhị cận giang là sao, Nhân Trạch có 3 mặt giáp sông, khí hậu cực kỳ là mát, hệ thống cảng chạy xung quanh rất tiện lợi cho việc phát triển logistics, phát triển cảng, phát triển khu công nghiệp, đó được không ạ? Rồi cái thứ ba là sao, tam cận lộ. Cận lộ đây không nói là gì, ba tuyến cao tốc ôm xung quanh của Nhân Trạch, hiện tại đã có cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, đó bên tay phải Thắng đang ngồi đây sẽ là cao tốc Bến Lức Long Thành, hay còn gọi là Thắng gọi là cao tốc Đông Tây, kết nối từ khu Đông với khu Tây, mà sau này Thắng về miền Tây có khoảng đâu đó là chắc 40 phút đó, không biết tới không nữa. Rồi phía trước của Nhân Trạch là cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, và sau này có vành đai 4 nó chạy phía trước nữa, sang cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu. Và đặc biệt Nhân Trạch có một cái thứ tư nữa, quý vị chỉ biết là gì không, cái quan trọng nhất để nó kéo tất cả những hạ tầng kia đang chạy theo nó, sân bay quốc tế Long Thành. Đó, cảm ơn sân bay quốc tế Long Thành rất là nhiều, bởi vì nhờ sân bay quốc tế Long Thành ấy, nó mới bắt đầu tất cả những hạ tầng và những cái gì mà Nhân Trạch đã đang thiếu thì sân bay Long Thành nó đang bốc đầu lên. Đó, 20 năm chờ đợi thì Nhân Trạch đã có cầu cao tốc Bến Lức Long Thành, sau một thời gian mấy năm nằm im bây giờ cũng phải khởi công lại và làm rất là mạnh mẽ. Cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu đã quy hoạch rồi rồi lại bỏ quy hoạch rồi, cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu nhá, quy hoạch rồi nhưng mà bỏ bỏ xong bây giờ sân bay làm lại phải làm cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu đó, quý chị thấy không? Đó, những yếu tố đó thì nó giúp cho cái bất động sản chúng ta đã tăng rất là nhiều. Đi về Nhân Trạch bây giờ quý vị thấy không, chỗ nào cũng làm đường ầm 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 ấy, mọi thứ te tua tơi tả đó, nhưng đó là một cái yếu tố quyết định cho cái tương lai của Nhân Trạch sau này ở chu kỳ tới, từ 2024 cho tới 2034 đó, nên là chu kỳ này mình nhận định rằng x3 tài sản là ok nha. Còn quý anh chị mà có nhận định mà muốn x5 ấy, thì quý anh chị có thể lêu cái lý do để Thắng và mọi người có thể là học hỏi thêm được, hoặc quý anh chị nào mà thấy là không thể x được, hoặc là chỉ x1 thôi ấy, hoặc là 50%, hay là chỉ còn x2 thôi, quý chị có thể comment để mọi người chúng ta cùng cùng nhau là bàn luận để chu kỳ tới chúng ta đầu tư cho nó hiệu quả hơn. Thì đây là cái góc nhìn cá nhân của bản thân mình về chu kỳ tới bất động sản trong chu kỳ mới 2024 cho tới 2034, x3 lần, và Thắng chỉ cần x3 lần thôi. Và quý chị nhớ nhé, chu kỳ này là chu kỳ để chúng ta chuyển đổi những tài sản, hãy chuyển đổi vào những tài sản có dòng tiền, bởi vì chu kỳ sau nữa từ 2034 trở đi ấy, khả năng là sẽ là đánh thuế bất động sản thứ hai đó, thì những bất động sản dòng tiền ấy nó sẽ cover được cái dòng thuế đó. Chúc anh chị một buổi tối vui vẻ, xin cảm ơn anh chị đã xem video ngày hôm nay. Quý chị nhớ đăng ký kênh để luôn được liên tục cập nhật những tình hình về bất động sản của thị trường chung và cập nhật về bất động sản của Long Thành, Nhân Trạch. Quý anh chị hãy cô xuống Long Thành thì quý anh chị có thể liên hệ với mình theo số điện thoại mình để trên đó. Xin cảm ơn.